Dạ vâng, Sound là Trần, Audio Hà Nội. Em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Trước mắt chúng ta là một cặp loa bom tấn, một cặp loa rất là khủng thưa các bác. Cặp loa Gamo Connect 195. Đây là một dòng loa rất là khủng của Gamo. Cặp này thì sở hữu cấu hình tới hai loa bát đường kính 20cm, hai loa bát thật, hai loa bát điện các bác nhé. Kết hợp với một loa mid 13cm và một loa chép dom của Gamo. Cặp loa Gamo này sở hữu chiều cao 93cm, chiều rộng là 24cm và hậu của nó thì sâu tới 31cm. Cặp Gamo của Đan Mạch công suất maximum lên tới 200W cho một thùng, tức là 400W cho cả cặp loa, một cặp loa siêu khủng. Chất âm của Gamo, đặc trưng của Gamo Đan Mạch thì nó quá nổi tiếng rồi, tiếng trầm sâu, uy lực và mạnh mẽ, tiếng đánh rất là căng, trung âm sáng rõ và giải nép leng keng. Một cặp loa nghe đa thể loại nhạc và các bác có thể kết hợp nghêu ngao karaoke gia đình cũng rất là ok luôn. Cặp này thì với cái màu đỏ rất là đẹp, em xin quay một chút cho các bác ta cùng được xem về cái hình thức của cặp loa này. Hàng về còn rất là đẹp cũng như là zin nguyên bản, sở hữu cái vần màu gỗ màu đỏ đun, cấu hình loa chép dom, một loa mic giấy, hai loa bass, hai loa bass đường kính 20, thùng vách thì còn khá là ok và căng mọng. Phần phía sau nó có một cái lỗ thông hơi. Và đặc trưng của Gamo thì đây, các bác có thể nhìn xuyên qua thì thấy cái củ bát có đề Gamo ở trong. Phần cọc loa bắp chuối đây, Gamo Connect 195. Cặp này thì made in Đan Mạch, công suất là từ 140 đến 200W cho một thùng, tiếng rất là khỏe thưa các bác. Nghe đa thể loại nhạc, dễ dàng phối ghép âm ly. Thường thì chúng ta ghép với đờ lông, với Gamo thì sẽ rất là hợp. Ngoài ra thì nó cũng có thể ghép được nhiều các dòng loa khác. Đấy, phần vỏ rất là đẹp, đến cái phần tuyến loa cũng còn đẹp và căng mọng hơn. Và bác không biết gân vẫn còn zin chưa phải thay. Cặp này gân còn zin rất là quý thưa các bác. Phía sau đây, quay luôn cho các bác phía sau còn rất là đẹp. Đấy, cọc loa, cầu loa, tất cả các thứ còn đều rất là ok. Cặp này thì nhân dịp đầu xuân năm mới bên em xin bán cái mức giá rất tốt cho anh em chơi, 9.200.000 đồng cho cặp Gamo Connect 195. Bác nào quan tâm mời qua alo cho em nhé. Cặp loa rất là khủng. Quan tâm em nó thì mời có alo trực tiếp cho em đặt chân. Số máy của em là 0983586968. Sau đặt chân với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em ship hàng toàn quốc. Giá bán sản phẩm chưa bao gồm phí ship code nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe một chút chút
ca khúc nhạc Việt có lời, một chút những ca khúc rumba nhẹ nhàng sâu lắng. Tiếng rất là sạch tơi. Duy nhất thôi, đẹp xuất sắc cũng như là còn duy nguyên bản. Bác nào quan tâm thì mời các bác nhanh tay alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Các bác đừng quên đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những sản phẩm auto mới nhất. Xin chào.